Dạ là Thầy Sài Gòn xin kính chào tất cả các bà con trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên cho phép tôi với tất cả quý vị là chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thưa quý vị, thì tối nay tôi tiếp tục quay lại câu chuyện của Tuấn Sành. Đêm hôm thì tôi cũng đã xin phép tất cả ý kiến của bà con muốn rằng cái sự việc này sẽ dừng lại để đợi khi mà có một cái kết quả rồi chúng ta sẽ chia sẻ những thông tin đến cho bà con. Tuy nhiên là có rất nhiều ý kiến và ngày hôm nay cũng có rất nhiều cuộc gọi cũng đã điện về cho Lang Thang Sài Gòn, thậm chí là những tin nhắn SMS cũng mong rằng Lang Thang Sài Gòn sẽ chia sẻ câu chuyện này đến khi nào nó được sáng tỏ. Thì xin thưa quý vị đó, cũng giống như là tôi chia sẻ trong suốt khoảng thời gian vừa qua, tất cả những vấn đề tôi chia sẻ là dựa vào những cái ngôn từ của những nhân vật trong cuộc. Đây là một trong những cái thì chúng ta cùng nhau chia sẻ, cùng nhau phân tích và cùng nhau bàn luận một cái nội dung mà những người trong cuộc phát ngôn như vậy, thì mình đánh giá trong cái thực tế và đánh giá vào những cái ngôn từ của họ phát ngôn, thì chúng ta thấy rằng nó có một cái điểm chung, có nghĩa rằng nói một đường mà làm một nẻo. Đấy, cho nên cũng chính từ cái vấn đề đó mà trong suốt khoảng thời gian vừa qua tôi đang coi như là tập trung về vấn đề này để phân tích những cái khía cạnh dù nó nhỏ nhất để cho cộng đồng mạng chúng ta, để cho những người có liên quan hoặc là những người có trách nhiệm nhiều lúc là họ cái như sẽ nghe được, thì cũng để có một cái sự lan tỏa để chúng ta cùng nhau tìm ra một cái sự thật, tìm ra một nguyên nhân mà dẫn đến cái sự ra đi của chị Hà, chìm xuống một cái thị 12 ngày nằm im như đáy sông Dạng Cống và dùng móc sắt kéo lên. Rồi chị Hà mới phụt lên, nhưng mà phụt lên ngay đúng chỗ chìm xuống. Trong khi đó bản thân Tuấn và bản thân của dì Mười, dì Năm, bản thân Tuấn nó là thấy vợ trôi, trôi thì chắc anh là có cái vận tốc chậm chạy, nhưng mà tại sao trong ngàn vòng 12 ngày đêm chị Hà lại không trôi đi thêm một cái như là một quãng đường khác mà chị Hà lại nổi lên ngay chỗ vị trí chìm? Nhưng theo lời của chị Năm, có nghĩa chị Hà còn đang bơi bơi, có nghĩa lúc đó chị Hà còn đang sống, đúng không vậy? Khi chị Hà nhảy xuống sông đó, thì chị Hà đang bơi bơi, có nghĩa lúc đó chị Hà còn đang sống. Mà đang sống thì không thể nào mà chìm xuống một cái hậy rồi mất tăm luôn 12 ngày, đúng không các? Đây là một trong những cái thì mình phải đặt dấu hỏi đó. Vì sao một người còn sống, một người biết bơi như chị Hà đó, mà lại chìm xuống một cái hậy như vậy mà không có bất kỳ cái con thủy sinh nào tấn công? Đây là một trong những cái nó cực kỳ lạ, cực kỳ cỡ như là thắc mắc trong cái cộng đồng đó. Và hôm nay ngoài cái vấn đề mà chỗ dì Năm cũng đã thừa nhận rằng cũng có những cái hành vi bạo lực hoặc là một trong những hành vi với người vợ của mình, và anh Vũ cũng vậy, anh Vũ cũng đã có từng khẳng định rằng Tuấn là một trong những người cũng đã từng sử dụng tác động vật lý vào em gái của anh. Đã. Và hôm nay thì bản thân Tuấn cũng đã thừa nhận một số cái vấn đề mà cộng đồng mạng chúng ta cũng đang quan tâm. Và bây giờ tôi mời bà con nghe những cái lời mà Tuấn chia sẻ. Đây có thể là một trong những ngôn từ mà bà con chưa bao giờ nghe. Đã. Thì bà con vui lòng chia sẻ giúp cái clip này cho Lang Thang Sài Gòn để có một cái sự lan tỏa. Em đây như trong 2 tháng nay đó, ai nói mà mình cũng nhắn đi làm ăn chứ, ta nói gì nói thì mình đâu có gì đâu sợ mà. Nhưng mà những mấy người mà người ta công kích như vậy đó, là anh có cái lời nào mà nói gì nhắn nhủ gì người ta không? Để nhiều khi ta nói anh hoài mà anh không có lời phản biện như vậy, vậy là người ta nói anh là Em anh nói cũng không? đợi. Cái vấn đề đây quý bà con nè, tôi thường hay nhắc đến cái nhân vật gọi là dân chúng. Dân chúng cũng đã từng lên mạng cũng thừa nhận rằng mình là một người là không có anh học, gọi là mù chữ, mà tránh những mù chữ mù cả về cái ý thức, đúng không vậy? Trong tất cả cộng đồng mạng chúng ta những ngày vừa qua không phải là công kích, không phải là công kích đúng, mà chúng ta đang đặt một cái dấu hỏi liên quan đến sự vụ của chị Hà. Vì sao chị chìm xuống một chỗ và nổi lên đúng một chỗ? Vì sao chị chìm xuống vị trí đó 12 ngày mà không có bất kỳ con thủy sinh nào tấn công? Tôi nói quý bà con, những dòng cá mà dòng cá da trơn nó thấy những cái đó là nó thích lắm.
À, và tại sao là trong vòng 12 ngày, 12 ngày không có con gì tấn công, thì cái này là chắc anh cộng đồng mạng sẽ được dấu hỏi rồi. Mà tại sao từ cái dấu hỏi mà lại qua cái miệng rất chúng, nó lại biến thành một cái cụm từ đó gọi là cộng đồng mạng công kích, yêu cầu Tuấn là phải phản biện, anh phải phản biện lại đi, chứ còn để cộng đồng mạng công kích anh mãi thơ là không được. Tôi nói quý bà con, bây giờ nói thật sự là bây giờ thằng Tuấn á, nó phải là năm cái miệng, nó bảy cái đầu, nó mới là phản biện lại vấn đề. Có nghĩa ở đây là người ta đang hỏi một cái vấn đề thực tế, là vì sao là chị Hà nói lên ngay chỗ chị, vì sao là 12 ngày không có bất kỳ con thủy sinh nào tấn công, mà vì sao lúc chị Hà chưa tìm cái như là thấy được xác thì Tuấn lại cưa cái xác. Đây là một trong những cái cộng đồng mạng hỏi, đúng không vậy? Dù kể như anh Tuấn cái giải thích như thế nào đi nữa, cưa cái xác là để lấy giấy tờ để trình công an, nhưng mà vấn đề cái lời giải thích đó nó cũng là hoàn toàn kể như là không có phù hợp. Cái chuyện ở đây đó là nó xảy ra một cái vụ là vụ tự vật theo lời của Tuấn nói ha, chứ không phải là xảy ra một cái vụ mà cái như là tai nạn giao thông thủy, mà Tuấn lại vội vội vàng vàng phải cưa cái xét để lấy giấy tờ để trình cho công an. Đây là một trong những cái nó vô cùng bất hợp lý. Thì bây giờ cái ý của dân chúng bây giờ đó, Tuấn phải lên phản biện chứ đỡ cộng đồng mạng công kích. Tôi nói ở cộng đồng mạng nó không ai công kích, mà người ta hỏi không cũng đủ mặt hỏi rồi. Bản thân tôi là thật sự quý vị, tôi đặt toàn dấu hỏi không đó, vì sao anh giải thích đi, chỉ cần giải thích được những câu từ đó là cái như là mình tự tự có những cái lời giải trình trước cộng đồng mạng, không cần phải là phản biện. Phản biện phải năm cái miệng bảy cái đầu mới phản biện được, mới phản biện được quý vị. Chứ còn bây giờ ở đây người ta đang hỏi về một cái câu hỏi mà mình không trả lời được câu hỏi, trong cái đó mình là người trong cuộc. Câu hỏi rằng đã là một người trong cuộc như Tuấn Sà Lan, tại sao không thể trả lời được những cái vấn đề mà cộng đồng mạng chúng ta đang hỏi trong suốt khoảng thời gian, đúng không? Người ta hỏi ít ra thì anh cũng phải có một câu trả lời, ừ kể như là thế này thế khác thế kia chứ. Đang nói cái gì em nói cũng thật, mà cuối cùng mình đối chiếu ra có những cái gì nó khác nhau với những người mà cũng chia sẻ cái vấn đề này. Riêng cái vấn đề chỗ gì Nam với Tuấn là chia sẻ khác nhau bạn, về mất thời gian, đúng không? Tuấn bảo thương yêu vợ con, dì Nam bảo rằng thằng Tuấn nó không yêu thương gì con Hà. À, Tuấn thì cái em thương vợ em lắm, em yêu vợ em lắm, nhưng mà qua lời của là dì Năm là nó khác, Tuấn đâu có thương yêu gì con Hà. À, cho nên là tôi không thương thằng Tuấn mà tôi thương con Hà dữ dằn lắm, vì thằng Tuấn không có yêu thương gì con Hà. Mà qua Tuấn, trời ơi em yêu thương vợ em dữ dằn lắm anh ơi. À, lúc mà phát hiện vợ em lên em muốn nhảy xuống em ôm con vợ em hung con vợ em, ôi trời ơi trời. Thì cuối cùng sao quý vị, cuối cùng ôm xà lan là cái nhờ dựng chính kéo xà lan bỏ chạy. Thì cái vấn đề đó là một trong những câu hỏi, tại sao mà yêu thương vợ đến mức mà phải là cái như là 12 ngày đêm vái tứ phương lạy tám hướng để tìm cho vợ lên, đến lúc vợ lên là cái như là vội vội vàng vàng kéo xà lan đi chỗ khác. Thì tôi hỏi quý vị, cái tình thương của Tuấn nó có đúng với những gì mà Tuấn chia sẻ hay không? Tôi nghĩ rằng Tuấn nói một đường cũng làm một nẻo đó, chứ nó không có một cái gì mà nói thật sự mình đối chiếu so sánh lại vấn đề này mình thấy nó không có phù hợp đó. Mà bản thân ảnh là cái liên tục lên mạng, chờ em thương vợ em yêu vợ em. Bây giờ hỏi dân chúng, giờ dân chúng muốn Tuấn phản biện như thế nào? Tuấn không phải là người phản biện, mà dân chúng lại mong ước rằng trời ơi anh phải lên mạng anh ơi, anh lên anh phản biện lại đi để cộng đồng mạng nói anh thế này thế khác. Có nghĩa là nói tới Tuấn là động chạm tới dân chúng, có nghĩa rằng cũng là cùng một thầy với nhau, gọi là cái bà thí bà cậu ấy vậy đó. Thì cái sự việc ở đây nó thật sự ra đó, Tuấn chỉ cần nhớ là thôi, bây giờ nó thật sự Tuấn không cần phản biện, mà Tuấn chỉ cần nhớ lại những chi tiết gì mà mình quên đó, đó thì mình chia sẻ với cộng đồng, chia sẻ với Mê Linh là tôi nghĩ là đủ rồi, không cần phải là phản biện phản đối. Không, ở đây cương vị của Tuấn là người chia sẻ lại một câu chuyện có thật đó, thì nhớ cái chi tiết nào đó thì phải chia sẻ đúng chi tiết đấy. Nhiều lúc là Tuấn nó quên quên những cái chi tiết
mà giống như là vì sao mà chị Hà chìm xuống một cái hỷ đó quý bà con, đúng không? Thì Tuấn nó phải chia sẻ rõ ràng rành mạch cái đó, thì mạch may ra cộng đồng mạng mới là không đặt câu hỏi. Chứ làm gì cái chuyện một người biết bơi mà chỉ trong vòng cả như là mấy phút đồng hồ đó mà mất mạng, trong vòng mấy phút đồng hồ mà cả như là mâu dẫn đến là cái sự ra đi của chị Hà là một cách là nó lãng xẹt. Đây mà tôi hỏi quý vị, bây giờ Tuấn là cái như phải là chia sẻ thông tin có thật. Dưỡng 10, rồi dì 5, dì 10, biết cái gì chia sẻ cái nấy, chứ không ai bắt phải lên phản biện. Có nghĩa lên đây là để chia sẻ những câu chuyện thật liên quan đến sự vụ của chị Hà. Thì hỏi rằng những người đây đó, thông qua suốt khoảng thời gian dài, trong cả như là hơn 5 tháng nay, có ai chia sẻ câu chuyện thật không quý vị? Tôi nghĩ họ còn đang giấu một cái gì đó. Chứ còn nếu mà một cái sự thật là nó phải trùng khớp, có nghĩa là dì Năm á, lời nói của dì Năm phải trùng khớp lời nói của Tuấn, mốc thời gian dì Năm phải trùng khớp mốc thời gian của Tuấn. Riêng mốc thời gian thôi mình thấy là có những cái sai sai trầm trọng. Thì tôi hỏi quý vị bây giờ mà còn cái gì nữa đâu mà gọi là chia sẻ với phản biện. Đó là chia sẻ thôi chứ không nên phản biện. Có kết quả rồi, mấy người YouTube nào vô khống em đó. Em phải làm đơn thưa lại những mấy kênh mà nói xấu em á. Nhất mà cái kênh nào nó xấu nhiều nhất? Kênh của Asin á. Nói thẳng lên. Nhất định phải làm đơn thương Asin á. Và chúng giống như là một nịnh thần. Y xì một nịnh thần. Cứ là kể như là cái chỗ nào thôi thối là có giấc chúng, mà chỗ nào nó tanh tanh là cũng có giấc chúng. Một con người mà nói thật sự, nó không có một cái lập trường, nó không có một cái gọi là cái chính kiến cho mình. Lúc nào nó cũng nhảy lên cộng đồng mạng, nó cũng tuyên bố rằng thằng Tuấn là cái như 99%. Rồi đợi một cái, đùng một cái gọi là có cái gọi là thông báo kết luận giám định đó, thì nó quay sang kể như là bây giờ kênh nào nói xấu anh nhiều nhất, kênh nào thế này các. Ở đây nó thật sự người ta đâu nói xấu con, là người ta đặt những dấu hỏi, người ta không có cái quyền kết luận. Một số bà con cũng là liên lạc qua tôi cũng có những cái gọi là cái như là kết luận ABC gì đó, nhưng tôi nói không, mình là ở cộng đồng mạng là mình không có chức năng kết luận. Mình là chẳng qua là đặt những cái câu hỏi liên quan trong cái câu chuyện này đó, mà cái mấu chốt quan trọng vẫn là những cái lời chia sẻ của những người trong cuộc. Vì sao họ chia sẻ một đường mà qua người khác lại là chia sẻ một nẻo, ông nói gà bà nói vịt, đúng không? Đây đâu phải là cái trò chơi gọi là tam sao thất bản quý vị, đây đâu phải là trò chơi, đây là một cái sự thật, mà sự thật này phải cần cái sự gọi tương đồng qua tất cả những người đó. Tôi nói cái điều nó vô lý thế này nè, bà Năm bà nói rằng bà nghe Tuấn chia sẻ lại, đúng không? Mà bà nghe Tuấn chia sẻ lại thì cái câu chuyện là Tuấn chia sẻ sao, bà chia sẻ phải y gì vậy, nhưng mà qua lời của bà là chia sẻ khác, nó khác hẳn so với lời của Tuấn chia sẻ. Thì đó cũng là một trong những câu hỏi mà cả cộng đồng mạng đang quan tâm. Tại sao cháu bà chia sẻ đường, bà chia sẻ nẻo mà bảo rằng trời ơi tôi chia sẻ đúng theo lời của Tuấn chia sẻ. Tuấn nó kể tôi như vậy, mà Tuấn kể gì Năm như vậy, mà Tuấn đi kể người khác là chỗ khác. Thì chúng ta đường nào cũng đường quy ra một cái mấu chốt cuối cùng ở đây là Tuấn. Tuấn chia sẻ gì Năm là một đường, mà Tuấn chia sẻ lại kể như là những kênh YouTube khác là một nẻo. Mà ở đây chủ thể chỉ có một là Tuấn Sà Lan, mà cũng là có một cái câu chuyện liên quan đến sự ra đi của chị Hà. Mà tại sao là anh nói trong hai thời khắc khác nhau mà thấy cái sự khác nhau? Lời của dì Năm là bây giờ là cái bà con vẫn còn nhớ như in lời của dì Năm luôn. Tất cả những gì Tuấn chia sẻ, dì Năm hiện bây giờ là nói nó vẫn còn nhăn nhãn trên mạng. Mà bảo rằng bây giờ người ta không đặt câu hỏi thì hơi lạ. Đặt câu hỏi cho những vấn đề này thì tôi thấy là chuyện bình thường. Khi nào mà những người trong cuộc nè, họ có những lời giải thích đó là nó thật sự quý vị, là nó tránh ra tránh đen đen hết, chứ không còn ai nghi ngờ nữa cả. Đó bây giờ đó, vì sao chị Hà chìm đó 12 ngày mà không nổi lên, tôi chỉ cần một câu giải thích thôi, nó vướng cái gì, nó vướng cái gì. Thế còn bây giờ mà Tuấn làm thì có cái chuyện mà có cơ hội để Tuấn phản biện, Tuấn không có cơ hội để phản biện, mà Tuấn bây giờ phải giải thích cái